hàng thế kỷ trôi qua, các nhà khoa học luôn đặt ra câu hỏi về sự khác biệt của những loài vật hoang dã trong hai môi trường sống, tồn tại trong tự nhiên và được nuôi dạy trong xã hội con người sẽ khác nhau như thế nào. Và câu hỏi hóc búa đó đã được chú tinh tinh Lucy giải thích bằng chính cuộc đời đau lòng của nó. Lucy sinh năm 1964, được các nhà nghiên cứu mang về từ một gánh xích tinh tinh hoạt động tại Florida. Từ những ngày đầu lạc lòng, người ta đã tách Lucy khỏi mẹ, và một hành trình định mệnh đã đưa Lucy tới Viện Nghiên cứu Linh trưởng tại Oklahoma, Hoa Kỳ. Lucy là đối tượng nghiên cứu của nhiều khía cạnh khác nhau trong phòng thí nghiệm. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi bác sĩ tâm lý nổi tiếng Maurice Chamberlain và Jane, vợ của ông, nhận nuôi Lucy. Họ muốn tận mắt chứng kiến thử nghiệm để xem một con tinh tinh có thể giống người đến mức nào. Họ đã coi Lucy Chamberlain như một cô con gái nhỏ trong nhà. Lucy thậm chí được quấn tã để khỏi đi vệ sinh bừa bãi, được cho đồ chơi để khuây khỏa lúc buồn, được ngủ trong một cái cũi như người thật. Chú tinh tinh nhỏ này được dạy cách dùng dao dĩa khi ăn và ngồi chung bàn với hai vợ chồng bác sĩ Maurice. Thời gian dần trôi, Lucy dần thay đổi và trở nên sắc bén hơn, và ít nhiều theo một cách nào đó trở thành con người. Chú tinh tinh bắt đầu học cách ăn vận cho đẹp với mũ mão và váy vóc, thậm chí còn tự ngắm mình trong gương. Rảnh rỗi thì nó tự ngồi xem tạp chí, mặc dù không biết chữ hay hiểu ý nghĩa những hình ảnh, nhưng nó cảm thấy vui vẻ. Khi Lucy đến tuổi teen, những hành vi bộc phát của tuổi mới lớn bắt đầu hiện hữu. Lucy bắt đầu thích thưởng thức rượu gin và nhiều lần trốn để uống đến mức say xỉn. Nó tự đảm nhận trách nhiệm chăm sóc một chú mèo và chơi với chúng như cái cách mà vợ chồng bác sĩ hay làm. Roger Fuchs, chuyên gia về động vật linh trưởng, đã là một phần cốt yếu trong quá trình phát triển của Lucy. Fuchs đã dạy Lucy ngôn ngữ ký hiệu, và nhờ cuộc sống dễ chịu trong xã hội hiện đại, Lucy phát triển rất tốt và có thể ghi nhớ hàng trăm ký hiệu. Vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh việc Lucy có thực sự hiểu ngôn ngữ, nhưng chắc chắn Lucy biết thể hiện tình cảm, biết thấu cảm với những người thân cận. Thậm chí, nó còn biết an ủi mẹ nuôi của mình khi nhận thấy cô Jane Timberlin đang buồn bằng những cái ôm hay những cái vuốt lưng âu yếm. Như một phần tất yếu của việc trưởng thành, Lucy cho thấy những dấu hiệu hứng tình khi đọc tạp chí Playgirl dành cho phụ nữ. Điều này cho thấy Lucy đã coi con người là bạn tình tiềm năng do chưa từng nhìn thấy đồng loại của nó. Thảm họa xảy ra khi Lucy nhìn thấy đồng loại của mình trong một buổi gặp mặt nhằm tìm bạn tình cho nó. Lucy sợ hãi tột cùng, cuộc sống Lucy tiến triển xấu đi khi nó bắt đầu không nghe lời nữa. Nó trở nên hung dữ hơn, xả giận bằng cách đập phá đồ đạc hay xé áo quần. Nhiều minh chứng cho rằng Lucy yêu quý cha mẹ nuôi của mình nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, Lucy ra dấu cho Fuchs rằng nó cảm thấy đau. Lucy xuất hiện dấu hiệu trầm cảm. Lúc này nó đã 12 tuổi, đi được 1/5 quãng đời thường thấy của tinh tinh. Gia đình Chamberlain cảm thấy đau đớn và quyết định trả Lucy về với cuộc sống hoang dã. Năm 1977, Janice Carter là người hộ tống Lucy và một con tinh tinh nữa tới Tây Phi, đưa nó về môi trường tự nhiên, nơi tinh tinh có thể chung sống với bầy đàn. Lucy đã sống từ nhỏ với con người nên gần như không thể bắt nhịp với cuộc sống hoang dã. Janice phải hướng dẫn nó từ cách ăn, cách trèo cây, cách tìm thức ăn. Đến năm 1985, biến cố xảy ra. Janice Carter bị con tinh tinh có tên là Dash tấn công, phải trốn xuống nước để bơi về nơi an toàn. Sau đó, Janice phải rời bỏ hòn đảo vì thấy mình bị nguy hiểm. Một năm sau, cô Carter quay trở lại đảo với đồ cá nhân Lucy từng có. Nó và một nhóm tinh tinh nhỏ ra chào mừng cô. Lucy ôm lấy Carter rồi trở lại đàn và quay đầu đi mất. Cô Carter hiểu rằng Lucy đã thích nghi được với cuộc sống khó khăn nơi đảo tinh tinh. Một năm nữa trôi qua sau thời điểm trên, cô Carter một lần nữa tìm tới thăm Lucy thì phát hiện ra thi thể của chú tinh tinh xấu số này. Cô cho rằng Lucy đã bị săn trộm, xương của Lucy thiếu mất một tay, đầu đã lìa thân, không thấy lông và da đâu cả. Những thử nghiệm trên động vật của thập niên 1970 quả thực khác biệt và đặt ra nhiều dấu hỏi. Gia đình Chamberlain, nhiều học giả và nhà nghiên cứu khác dường như đã quá ngây thơ và thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc Lucy. Sau cùng, Lucy vẫn là một con vật bị đặt vào điểm giao nhau giữa hai thế giới, cuộc sống hiện đại và môi trường hoang dã. Nó đã tưởng mình là người, dù điều đó sẽ chẳng bao giờ thành thật, mà bản thân Lucy đã không còn đơn thuần là một con tinh tinh nữa. Một chác răng đời thực sống giữa cánh rừng bê tông, một bánh răng không vừa khít trong một bộ máy nhiều lỗ hổng. Không quá lời khi nhận định, Lucy đã sống một cuộc đời đơn độc trên trái đất.